Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt của tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Virginia. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu các vấn đề. Có thể đó là vấn đề quý vị quan tâm trên mạng xã hội, có thể đó là vấn đề mà quý vị đang gọi là chú ý về thời sự hoặc là những câu chuyện liên quan tới quá khứ lịch sử. Đó là chủ đích của chương trình đặc biệt mỗi cuối tuần của chúng ta. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Và quý vị, trong cái chương trình đặc biệt cuối tuần này, thì sẽ có nhiều người rất hy vọng là ông Trump thắng cử để chấn chỉnh lại kỷ cương quốc gia. Tuy nhiên nếu tôi đặt trường hợp nếu ông Trump thắng cử thì chúng ta sẽ chấn chỉnh được bao nhiêu kỷ cương quốc gia. Thì điều này thì có lẽ sẽ làm cái bài nói chuyện của tôi trong ngày hôm nay. Vì trước khi nói chuyện về cái bài này thì có một cái bản tin mà ngày hôm cuối tuần hôm tuần rồi tôi có đăng tin là hôm tuần rồi thì cả ông Trump lẫn Joe Biden đều có mặt tại New York nhưng mà ông Trump thì có mặt trong cái tang lễ của một cảnh sát đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Còn Joe Biden thì xuất hiện chung với lại Obama và Bill Clinton trong buổi gây quỹ được xem là kỷ lục nhất của đảng Dân Chủ lên tới 25-26 triệu Mỹ Kim. Và quý vị thì ông Trump có mặt ở trong đó thì ông đã được sự tôn trọng của tất cả cảnh sát ở tại New York. Trong khi đó người xuất hiện chưa đầy 10 phút đồng hồ phải bỏ đi đó là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ tiểu bang new york đó là bà katie honshu tức là thi, à, bà là thống đốc của tiểu bang new york và khi bà ta xuất hiện thì đã có một cái cuộc à, gọi là confront tức là một cái cuộc đối đầu thì khi bà ta tới nơi thì có một người đàn ông mặc đồ vest màu đen đã đối đầu với bà và chưa đầy 10 phút đồng hồ bà ta đã bỏ đi trong khi đó thì ông trump đã được sự respect tức là sự tôn trọng của các cảnh sát ở new york mặc dù tại new york ít nhất là có hai ba vụ án nhắm vào ổng tuy nhiên thì à, trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay thì giống như tôi nói là à, nếu như mà ông trump thắng cử thì chúng ta sẽ được à, chúng ta sẽ chấn chỉnh kỹ cương như thế nào trước tình trạng mà tội ác gia tăng ở tại à, khu vực của, thà, 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 của thành phố à, của các cái nơi mà quý vị quan tâm thì à, có lẽ ở đây tôi sẽ làm một cái à, cho quý vị xem một cái à, tựa đề của một cái bản tin đó là cái vụ mà bà hôn chu xuất hiện thì uh, chính một trong thân nhân của viên cảnh sát đã bị thiệt mạng là Duller đã lên tiếng và nói rằng máu của ông nằm trong tay của bà. Ok quý vị, đây là cái uh, lời phát biểu à uh, <laughs> gia, gia đình của người cảnh sát đã bị thiệt mạng nói là his blood in your hand, tức là máu của ông ấy đã nằm trong tay của bà. Một thành viên trong gia đình của tà, tà, viên cảnh sát ở thành phố New uh, New York là Jonathan Duller trong ngày thứ sáu đã lên tiếng chia quy trách nhiệm cho bà thống đốc là Katie Ho Chu về cái chết của ông và nói nói với bà ta rằng là cái cái máu của ông ta nằm trong tay của bà và thành viên trong gia đình này nói rằng rất là nổi điên với bà ta, ông nói rằng chúng tôi không muốn bà ở đây, bà không có được đón chào ở đây. Bà đã có cái máu của ông ta đã có nằm trong tay của bà và uh, nếu bà muốn làm những, uh, nếu bà muốn làm một chút gì đó thì tốt nhất là bà nên thay đổi cái luật uh, Beolo, đó là lời phát biểu của người này đưa ra. Ông Diolér đã bị bắn thiệt mạng vào tối ngày thứ hai trong lúc làm nhiệm vụ và ông đã là một người đàn ông có có vợ và có một đứa con trai một tuổi. Ông được xem là cảnh sát đầu tiên của New York bị thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ trong vòng hai năm qua và cả sở cảnh sát New York là đã, đã cho biết là ông đã chặn một cái kẻ những cái kẻ mà lái xe mà vi phạm luật giao thông và cuối cùng thì ông bị bắn chết và quý vị đây là cái câu chuyện mà liên quan tới cái tội ác ở thành phố New York. Quý vị trong gần như là 3 năm qua chúng ta đã chứng kiến được cảnh mà tội ác tăng rất nhiều ở một số những cái thành phố chính tại Hoa Kỳ mà trong đó phải nói đứng đầu không phải là New York mà đứng đầu phải nói là ở Washington DC đứng nhì là thành phố Chicago thứ ba là New York thứ tư là Los Angeles và thứ năm là San Francisco thứ sáu là thành phố Houston ở tại Texas đây là sáu thành phố có mức độ tội ác cao nhất và cả sáu thành phố này tất cả đều nằm dưới sự quản trị của đảng dân chủ do đó thì câu hỏi của khán giả đặt ra nếu như ông trump thắng cử thì sẽ làm được gì để ngăn chặn tất cả tình trạng tội ác gia tăng thì quý vị câu trả lời của tôi là ông trump sẽ bị giới hạn rất nhiều trong cái thẩm quyền của tổng thống chính quyền liên bang bởi vì quý vị các thành phố đều nằm trực thuộc các tiểu bang và các tiểu bang thì có luật lệ riêng do đó thì khó có thể nào ông trump làm được có thể ông áp lực được bằng cái ngân sách của quốc gia thì ông dùng cái ngân sách quốc gia hoặc là bên quốc hội có thể dùng cái ngân sách quốc gia hàng năm hỗ trợ cho các tiểu bang để mà buộc họ phải thay đổi luật lệ còn nếu không thì quý vị họ sẽ phải đối diện với việc cắt giảm các cái ngân sách thì đây sẽ là cái cách duy nhất mà ông trump có thể làm được để có thể giúp cải thiện cái tình trạng đương nhiên là cái tội ác do di dân bất hợp pháp thì ông trump thẳng tay được tại vì di dân bất hợp pháp nó thuộc về liên bang thì ông có thể ra lệnh bắt giữ trục xuất rồi cấm cửa không cho họ vào hoặc là đóng cửa biên giới thì về di dân bất hợp pháp thì tôi không nói tuy nhiên mức độ tội phạm của di dân bất hợp pháp cho tới giờ phút này nó mức độ nó không bằng những tội phạm mà là những người đó là công dân mỹ hoặc là thường trú nhân tại mỹ thì cái mức độ tội ác này nó tăng trong mấy năm qua quý vị đã chứng kiến được rất nhiều những cái vụ án mà ngay cả ở DC được xem là cái nơi mà mức độ tội ác cao nhất tại vì hội đồng thành phố của Washington DC 11 cái lá phiếu cộng luôn lá phiếu của thị trưởng đều là đảng Dân Chủ và quý vị thấy vừa rồi họ thông qua cái luật mà gọi là giảm đi cái mức án phạt dành cho những tội trộm nhà đập kiến xe và cuối cùng thì quốc hội phải can dự vào tại vì riêng ở trường học của Washington DC đó nó gọi là Columbia District á thì riêng trường học ở đây á thì là thẩm là quốc hội có quyền can dự vào là bởi vì ngay khu vực này là thủ đô và là trung tâm của nước Mỹ do đó thì quốc hội có thể can thiệp vào được nhưng ở những nơi khác ví dụ như New York, Chicago, San Francisco, Houston hay là ở Los Angeles thì chính quyền địa bang không làm gì được hết nhất là những cái tiểu bang này và những cái thành phố này Họ ra những cái luật gần như là họ đáp ứng cái yêu cầu của chưa tới 5-10% cư dân của thành phố, tức là những kẻ tội phạm. Trong khi 90% còn lại sẽ phải hứng chịu tất cả những cái luật này. Nó dẫn tới tình trạng gần như quý vị có cảm giác là vô luật pháp. ok Hôm trước tôi có nói với quý vị là hôm trước tôi có khi mà lên tới Watling. Uh, uh, thì tôi đích thân đã nói chuyện với lại ông bộ trưởng tư pháp của tiểu bang California là Rob Bonta. Thì quý vị thấy cái cuộc phỏng vấn hôm đó tôi có bỏ lên trên cái trang uh, YouTube của tôi đó. Thì tôi nói, tôi có nói với ông ta, tôi có nói với ông ta là ông ta vẫn tránh né. Tức là ông ta vẫn, tôi nói rằng là cái mức độ tội phạm tăng. Thì ông ta lại đưa ra những con số và ông ta nói rằng chúng tôi đã tăng tiền rất nhiều cho ngành cảnh sát, tức là ngành công lực. Thì tôi nói vấn đề không phải là ông đầu tư tiền bạc mà vấn đề là ông phải tăng quyền lực cho cảnh sát để trấn áp tội phạm thì ông ta né ngay, ông ta nói no. không, tức là đổ tiền vào nhưng mà không tăng quyền cho cảnh sát thì làm sao cảnh sát chặn đứng được những cái tội ác này, quý vị. Chưa kể vừa rồi quý vị còn nhớ là cái tình trạng ở thành phố New York xảy ra tình trạng mà tấn công ở trong tất cả các cái subway tức là các hệ thống xe điện tới mức mà bà thống đốc của thị trường của thành phố của tiểu bang New York là phải ra lệnh đưa lực lượng vệ binh quốc gia tới các cái khu vực của trạm xe điện để mà khám xét bất ngờ, tức là bất kỳ một người hành khách nào lên xe điện đều có thể bị khám xét coi lại trong túi sách trong người có vũ khí hay không đại khái như vậy. Tuy nhiên bà ta lại bắt tất cả lực lượng vệ binh quốc gia có mặt tại đó nhưng không được phép đeo vũ khí và chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho phía của à, cảnh sát mà thôi tức là họ có mặt hiện diện dùng cái hình ảnh hiện diện để tăng cái mức kềm chế và nhưng mà họ lại không được đeo vũ khí họ không được đeo súng thì quý vị tất cả những cái này nó đã dẫn tới tình trạng mà những cái tổ chức tội ác và những cái tên gọi là gây tội ác trên đường phố mà tôi gọi là du đảng đường phố đó thì nó không dừng lại và quý vị đã thấy được những cái tên di dân bất hợp pháp nó bất chấp thủ đoạn như thế nào thậm chí là quý vị vừa rồi có một tên di dân bất hợp pháp người Venezuela mà còn công khai lên hướng dẫn cho người ta vô chiếm nhà của người khác Thì quý vị, thật sự nếu mà ông Trump thắng cử thì cái chuyện duy nhất ông làm là chỉ có dùng ngân sách quốc gia để mà buộc các tiểu bang thay đổi luật lệ thôi Chưa chắc họ đã thay đổi luật lệ Bằng chứng là quý vị còn nhớ cái uh, vụ George Floyd năm 2020 Lúc đó ông Trump là tổng thống ông đã cho khai triển lực lượng vệ binh quốc gia tới rất nhiều tiểu bang và những thành phố có bạo động của đám black lives matter và đám antifa gây bạo động nhưng cuối cùng thì cũng bất lực tại bởi vì cái quyền nằm trong tay của thị trưởng thành phố hoặc là thống đốc tiểu bang ông trump có quyền gửi vệ binh quốc gia tới nhưng mà activate tức là sử dụng hay không là quyền của thống đốc và thị trưởng do đó cuối cùng thì quý vị thấy là bạo động bùng nổ năm 2020 như thế nào. Và ông Trump cũng không làm gì được. Mặc dù là ông đã cố gắng được gửi về bên quốc gia tới những khu vực này rồi. Nhưng mà quý vị thấy từ Portland cho tới ở Oregon cho tới Seattle ở tại Washington State là gần như là lực lượng về bên quốc gia không làm được gì hết. Không làm được gì hết. Tại vì thị trưởng ở Portland hay là thống đốc của tiểu bang Washington, thị trưởng của thành phố Seattle, họ không activate lực lượng vệ binh quốc gia. Activate tức là sử dụng, tại quyền nó nằm trong tay của họ, thẩm quyền nằm trong tay của họ. Tổng thống phái tới nhưng sử dụng hay không là quyền của thống đốc, quyền của thị trưởng. Do đó cuối cùng quý vị là cái vụ bạo động của và uh, cái sau cái chết của George Floyd đó là chúng ta thấy là nó 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 quậy nó nó tàn phá tới mức mà chúng ta không tưởng tượng được nhất là thành phố Portland tổng đàn của lực lượng Antifa tức là lực lượng mà như nói là chống phát xít nhưng mà đây là cái đám cộng sản đám này là nó nó thờ nó đem luôn cả cờ đỏ búa liềm ra mà thì quý vị lý do là tại vì thứ nhất giống như tôi nói ngay từ lúc đầu lập quốc của Hoa Kỳ là chúng ta đã có cái tinh thần tôn trọng sự độc lập do đó mặc dù là lúc lập quốc 13 tiểu bang nhưng mà 13 tiểu bang đó nó giống như 13 nước nằm dưới chính quyền liên bang thì chính quyền liên bang chỉ có khả năng ở trong một số vấn đề còn còn lại hầu hết các tiểu bang đều có luật lệ riêng của mình thì quý vị thấy hôm trước là tôi đã nói chuyện với Rob Bonta từ cái luật và tôi có nói chuyện với lại ứng cử viên gốc Việt là tâm trương tâm trương là cảnh sát thì quý vị nói về những cái luật của những cái thành phố và những cái tiểu bang này thì chúng ta thấy rằng là chưa chắc chúng ta giảm được tội ác chưa chắc ví dụ như là cái luật Nobel ở tại California cũng như là ở New York. Thì quý vị thấy là cái luật này nó vô lý vô cùng. Tại vì cái luật này đó, lúc trước không có luật này đó thì ví dụ một cái tên bị tình nghi là tội phạm thì tùy theo mức độ tội phạm của nó mà quan tòa sẽ xác định là cái tiền tại ngoại hậu tra là bao nhiêu. Còn có một số tội trọng tội, ví dụ như sát nhân, tấn công tình dục hay là buôn ma túy thì những tội này đó là nhiều khi quan tòa không cho tại ngoại hậu tra sẽ phải giam giữ tên tội phạm này cho tới ngày ra tòa và xét xử. Thì quý vị, nước Mỹ chúng ta đã được điều hành trong cái guồng máy suốt mấy chục năm rồi. Thì bây giờ quý vị, nó đổi luật một cách rất là vô lý, cái luật Nobel này, tức là trừ những cái tội mà tôi vừa nói ra đó thì nó sẽ bị giam giữ và không được phép tại ngoại hầu tra. Còn tất cả những cái tội khác thì bắt nó ngày hôm trước ngày hôm sau phải thả ra. Tức là chỉ cho nó cái giấy ra tòa thôi rồi thả nó ra thì quý vị thấy cái hôm mà những tên di dân bất hợp pháp đánh cảnh sát ở tại new york nó được thả ra ngay ngày hôm sau là do cái luật nobel của california và của new york và chính vì quý vị thấy là hôm rồi thân nhân của cái người cảnh sát bị bị thiệt mạng trong lúc thi hành nhiệm vụ thì cũng y chang như vậy họ nói rằng nếu bà muốn làm điều gì đó bà phải thay đổi tức là thay đổi cái luật nobel cái luật này thật sự quý vị nó có ảnh hưởng tới người dân bình thường không cái luật này đó, người dân bình thường không có cái gì gọi là được uh, gọi là được hưởng cả những kẻ được hưởng cái luật này là những tên tội phạm những tên du đảng đường phố những tên này mới là những cái tên được hưởng cái luật này chứ người mỹ bình thường không có phạm luật cái luật này ra đối với họ không có ảnh hưởng gì hết mà ngược lại tác hại đối với họ một tên trộm nó vô nó trộm nhà của mình ngày hôm sau bắt được nó ngày hôm sau nó được trả tự do nó tới, trước cửa nhà của mình nó thách thức thì do đó quý vị khi mà ông trump có đắc cử tổng thống đi nữa ông có thể chấn chỉnh được một phần kỷ cương quốc gia nhưng mà ở những cái tiểu bang blue state tức là những cái bang màu xanh hay là những cái thành phố blue city đó thì nothing to do đó quý vị thấy ở dc tại sao dc được xem là cái nơi gọi là mức độ tội phạm nhiều nhất quý vị thấy cái hôm trước không cái ông dân biểu Stoller của Texas, ổng là cái người đại, ổng là của đảng dân chủ, ổng đại diện cho một cái district nằm ngay biên giới của Hoa Kỳ và Mexico, nơi được xem là có tình trạng nguy hiểm khủng hoảng di dân đó, mà chính ổng lái xe từ ở tòa nhà quốc hội về nhà, về cái cái apartment của ông mướn ở Washington DC, ổng bị chỉ súng ba tên nó chỉ súng nó cướp xe, tới mức ổng nói, trời ơi, bây giờ DC nó còn nguy hiểm hơn cái district mà tôi đại diện nữa. Nhưng mà DC thì còn đỡ một chút xíu, tức là còn có quốc hội control, tại vì DC là cái thủ đô của nước Mỹ. Thì quý vị, mỗi một đêm ở DC, á, cả trăm vụ đập chiến xe, chưa kể những cái vụ trộm nhà. Mà bây giờ nó liều lĩnh tới mức gọi là, à, nó cướp, nó chặn, nó cướp xe ngay trong parking luôn. Chưa đâu quý vị, hôm qua tôi gặp được một số khán giả ở thành phố Chicago. Mà chính những cái người ở thành phố Chicago nói, bây giờ nó loạn tới mức nào quý vị biết không? Nó loạn tới mức là quý vị lái xe tới một cái bảng uh, khi mà xe mình dừng lại ở một cái bảng stop sign đó. Tức là mình còn đang lái trên đường nữa quý vị. bốn năm thằng nó chạy chặn đầu xe xong rồi nó chỉ xuống nó cướp xe ngay lúc đó luôn. Chứ không phải chờ mình vô parking nữa. Tức là nó chỉ xuống nó cướp xe ngay ở trên mặt đường luôn. Chứ không có chờ tới lúc mà mình đi mà mình cứ bị lái chiếc xe tới một cái ngã tư. Chỉ có chiếc xe của mình dừng ngay ngã tư ở một cái stop sign thôi. Hay là một cái đèn đỏ thôi là nó xông ra nó chỉ xuống nó cướp xe luôn chứ đừng nói tới cái việc mà gọi là à, nó vô parking tức là nó trắng trợn tới mức như vậy nhưng vấn đề ở chỗ là chính quyền liên bang nếu ông Trump thắng cử trừ khi quốc hội phải can dự vào ví dụ như là quốc hội mà do đảng cộng hòa kiểm soát mà đưa ra những cái luật là buộc các tiểu bang buộc các tiểu bang là tội hình sự là không được beo tức là không được tại ngoại hầu tra tức là criminal thôi mình gọi là criminal thôi thì cái vị chưa chắc cái luật này liên bang ra mà thắng được nữa tại vì mấy tiểu bang blue state nó sẽ nộp đơn kiện lên tối cao pháp viện và nó nói rằng là liên bang lấn quyền của tiểu bang và tối cao pháp viện có thể sẽ đưa ra cái phán quyết ô oh, mấy cái này thuộc về tiểu bang các anh bên liên bang các anh không có quyền cái này là luật của tiểu bang mà quý vị thì nghĩ đi luật của tiểu bang mà ở new york hay ở california đó làm sao chúng ta thay đổi được luật đây khi mà ví dụ như california tôi nói quý vị họ chiếm gọi là super majority tức là họ là gần như là chiếm toàn bộ cái khối phiếu ở tại quốc hội rồi ở tại hội đồng lập pháp rồi ví dụ như california tổng cộng 84 ghế ở hạ viện thì họ chiếm 62 ghế bên cộng hòa chỉ còn có hai mươi mấy ghế thôi họ chiếm 62 ghế rồi tức là super majority rồi rồi thượng viện của california 40 ghế thì 31 ghế là của đảng Dân Chủ Họ liên tục thông qua những cái luật Mà tôi nói thật với quý vị Là nó đi tới mức cực tả luôn Nó đi tới mức cực tả luôn Mà nó mượn danh nghĩa những cái chữ rất là đẹp Nào là second chance Nào là người ta chưa bị kết tội thì không thể cầm tù Nó mượn những cái danh nghĩa đó Để mà nó ra luật Cuối cùng thì quý vị mức độ tội ác Của các thành phố và các tiểu bang này Nó chỉ có tăng không có giảm Rồi bây giờ chưa kể cái tình trạng mà bây giờ nó còn chơi cái trò gọi là đi chiếm nhà người khác bằng cái đạo luật gọi là squatter right. Mặc dù Florida đã ra luật rồi nhưng mà các tiểu bang khác chưa. Cái luật squatter right là để <laughs> trên trường hợp mà cái cư dân nó đông quá, những cái căn nhà bỏ hoang, những cái mảnh đất bỏ hoang thì người ta có thể tới ở tạm thời. Nhưng mà quý vị, bây giờ nó lạm dụng là nó chiếm luôn. Ví dụ như được, đó kỳ rồi quý vị thấy ở New York không? chỉ cần ở trên 30 ngày là nó nó được coi là permanent uh, permanent tenant, tức là một và muốn đuổi nó ra đó, quý vị phải lập thủ tục trên tòa án New Khê tất cả mọi thứ 6 tháng trời mới trục xuất được nó ra khỏi nhà hay là ra khỏi miếng đất của mình. Quý vị, nó lạm dụng tất cả những cái luật này. Tức là thật sự nước Mỹ xuất phát từ một cái nền độc lập. Xuất phát từ một cái nền độc lập và một cái uh, thái độ Điều hành của chính phủ nhân bản Để mà giúp cho mọi người có thể dễ dàng Sinh sống làm ăn phát triển hơn Nhưng cuối cùng những cái luật này Nó trở thành một cái thứ công cụ Cho thành phần băng đảng Và cái thành phần du đảng ở đường phố Và quý vị thấy rằng là Bây giờ chúng ta hy vọng ông Trump lên Thì sẽ chấn chỉnh được nước Mỹ Một phần thôi Một phần thôi quý vị Một phần là chấn chỉnh được nước Mỹ thôi phần còn lại không chấn chỉnh được là tại vì nó thuộc thẩm quyền của các tiểu bang nó không thuộc thẩm quyền của liên bang điều mà duy nhất mà có thể giúp quý vị được cái thay đổi là phải thay đổi cái hệ thống chính trị của tiểu bang nhưng mà california hay new york làm sao thay đổi california là mình đã gọi là blue state mà là tiểu bang màu xanh tức là họ thống trị rồi họ thống trị hết coi như một đảng cai quản từ trên xuống dưới luôn từ ghế bộ trưởng tư pháp cho tới cái ghế hành pháp của thống đốc cho tới cái quốc hội tức là, là cái hội đồng lập pháp họ đều bỏ phiếu và quý vị thấy đó tình hình nước mỹ trong mấy năm nay nó tệ hại như mức, mức độ nào và tới, tới bây giờ quý vị chính đừng nói là ở ngoài đường phố ngay trong học đường tức là những cái trường công lập đó con em của chúng ta bây giờ cũng thiếu an toàn luôn tại vì thứ nhất họ phải chung đụng với lại cái thành phần con cái của những di dân bất hợp pháp Đến từ những cái quốc gia mà có cái văn hóa của băng đảng Thứ hai là bây giờ các giáo chức cũng không có đủ thẩm quyền Rồi cảnh sát ở trong các cái trường công lập Cũng không đủ thẩm quyền để giải quyết những cái xung đột ở trong các học sinh Và kết quả thì như thế nào quý vị Con em mình một là sẽ bị ăn hiếp tức là bullying Còn hai là nó bắt buộc phải gia nhập băng này băng kia Băng đảng đó của cái đám mà trung học đó rồi kết quả, một ngày đẹp trời tự nhiên cảnh sát tới nhà gõ cửa mình cho biết là con của mình đã bị bắt giữ về tội ABCD. Thì quý vị, nhưng để thay đổi thì những cái này chính quyền liên bang cũng không có đủ cái thẩm quyền. Giống như tôi nói là cùng lắm ông Trump hay là bên Cộng hòa họ ép thôi. Ồ, năm nay mấy anh không thay đổi cái luật này, chúng tôi sẽ cắt giảm ngân sách, tương tự như họ đã làm với cơ quan FBI. Họ bắt FBI phải thay đổi cái uh, cơ cái hệ thống gọi là điều tra của họ thì quý vị cuối cùng thì bây giờ bên quốc hội đã cắt được cái ngân sách của fbi rồi nhưng mà cắt ngân sách đó có ảnh hưởng hay không câu trả lời chưa chắc chưa chắc ảnh hưởng tại vì khi cắt ngân sách như vậy thì fbi sẽ giảm đi tiền tình trạng mướn người mướn thêm nhân viên rồi cái họ nói là bây giờ chống tội phạm chống uh, cộng sản trung quốc hoạt động bla 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 bây giờ phải cắt giảm những đơn vị đó tại vì không có tiền thì chúng ta lại rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn thì cũng tương tự như vậy những tiểu bang nó sẽ nhân danh abcd nó nói bây giờ cắt giảm của nó thì nó sẽ tăng thuế người dân ở đó ví dụ như california bây giờ ví dụ như ông trump ông ép california là phải ban hành lại những cái luật còn nếu không là ông sẽ yêu cầu quốc hội giảm ngân sách của tiểu bang california ok khi mà giảm đi ngân sách tiểu bang california họ thiếu tiền thì cuối cùng là gì họ lại vote bỏ phiếu tăng thuế sell tax property tax cho tới income tax để họ bù lỗ vô nhưng họ vẫn không tăng quyền cảnh sát họ không có empower cái quyền của cảnh sát thì quý vị dần dần thì cuối cùng đâu cũng vào đó tức là cái áp lực của ông Trump cũng chưa chắc được bây giờ phái vệ binh quốc gia tới những thành phố như San Francisco hay Los Angeles nhưng mà thị trưởng của San Francisco thị trưởng thành phố Los Angeles nói no tôi không activate lý do tại sao họ không activate Tại vì vệ binh quốc gia tôi từng giải thích với quý vị, họ khác với cảnh sát. Họ thuộc bên phía quân đội. Do đó, bất kỳ một cái hành động của họ nào của họ là tòa án dân sự không xử mà họ chỉ chịu trách nhiệm trước tòa án quân sự thôi. Và quy tắc của quân đội là khi mà họ có một cái mission, tức là một cái sứ mạng, một cái công một cái nhiệm vụ thì họ chỉ hoàn thành nhiệm vụ đó thôi. Họ bất kể kẻ đó là ai. Ví dụ như là một tên tội phạm đang có sự nguy hiểm thì quý vị cảnh sát mà muốn nổ súng bắn tên tội phạm hay trấn áp tên tội phạm bây giờ họ bị tước quyền họ phải đi qua một đống thủ tục cần thiết để mà có thể à, tìm cách ngăn chặn tên tội phạm nhưng vệ binh quốc gia thì không họ ra lệnh lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba là họ bắn ngay tại chỗ họ không cần phải đi qua bất kỳ những cái thủ tục nhiêu uh, khê nào hay là một cái quy tắc uh, gọi là phức tạp nào cả họ bắn luôn do đó mấy tên thị trưởng hay là mấy tên thống đốc nó sợ activate lực lượng vệ binh quốc gia là như vậy. Tại khi activate lên, nó là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Khi mà sử dụng lực lượng vệ binh quốc gia mà lỡ như lực, lực lượng vệ binh quốc gia mà có những cái hành động trấn áp thẳng tay, rồi cái một đám gọi là nhờ tranh đấu cho nhân quyền nó lên tiếng, thì chính tên thị trưởng hay là ông thống đốc đó sẽ phải là người chịu trách nhiệm sau cùng. Cho nên nó không muốn activate là như vậy. Nhưng mà nếu không có những cái hành động mạnh mẽ trấn áp thì quý vị thấy từ cái vụ chọt lo chọt floi tới bây giờ nước Mỹ rơi vào tình trạng gần như nhiều thành phố không có luật pháp. Đó San Francisco. San, San Francisco không có luật pháp mà dân ở San Francisco là cái dân cực tả nữa. Quý vị, xưa nay đó là cảnh sát đeo vũ khí là để trấn áp tội phạm, kềm chế tội phạm để mà để mà gìn giữ cái an ninh cho thành phố nhiều nhà hàng nó treo bảng cấm tất cả mọi người mang vũ khí kể cả nhân viên công lực cảnh sát mà đeo khô súng trên người á trong lúc làm nhiệm vụ vô đó ăn trưa đó là phải tháo súng cất trong xe còn nếu không nó không cho bước vô nhà hàng nó không cho bước vô nhà hàng thì quý vị nghĩ sao lỡ như trong nhà hàng xảy ra cướp cảnh sát lấy cái gì để mà trấn áp tội phạm này quý vị nhưng mà nó vẫn làm đó nhiều nhà hàng ở trên San Francisco là không cho nhân viên công lực có súng được bước chân vào nhà hàng của họ. Muốn bước chân vào phải ra xe của mình cất súng. Tức là không được đeo vũ khí. Thì quý vị cũng tương tự như bà Hon bà khai triển lực lượng vệ binh quốc gia tới các cái trạm xe điện. Bà thống đốc đó. Nhưng bà không cho vệ binh quốc gia được làm cái gì hết. Chỉ đứng đó hỗ trợ cho cảnh sát thôi. Và cũng không cho họ đeo súng luôn thì làm sao có thể gọi là trấn áp được tội phạm đây tại vì quyền nó nằm ở tiểu bang và ở thành phố do đó quý vị đôi lúc khi mà ông trump lên thì có thể là do cái chính sách cứng rắn về di trú ông áp lực rất là mạnh và ông xem những cái băng đảng nổi tiếng của của trung mỹ nam mỹ trở thành một cái thứ đe dọa ông sẽ quy trách nhiệm cho những tên này là khủng bố ông có thể làm ông có thể đem cái đưa những tên này vào danh sách khủng bố tức là terrorist thì quý vị điều này có thể làm nhưng mà trong khả năng của ông ở mặt chính quyền liên bang thôi nhưng mà khi tới tiểu bang nó lại là một cái màu khác đó quý vị thấy kể ở thành phố chicago bây giờ mà đang lái xe mà dừng ở đèn đỏ hay là dừng ở một cái stop sign mà xung quanh không có chiếc xe nào hết bất ngờ nó từ trong ở một cái nhà nào đó hay một cái hẻm nào đó nó xông ra ba bốn thằng nó chỉ xuống nó cướp nó cướp xe mình luôn thì quý vị đây chính là một trong những cái vấn nạn Mà nước Mỹ chúng ta phải đối diện Cái vấn nạn này Tổng thống của chính quyền liên bang Cũng chưa chắc làm được Mà nếu ép các tiểu bang hay các thành phố Thay đổi luật lệ Thì quý vị nó là chặt chỗ này nó chém chỗ kia Nó vẫn tránh né. Bởi vì hầu hết các tiểu bang màu xanh Những kẻ mà được xem là Bên đảng Dân Chủ mà cấp tiến đó quý vị Gần như Nó là outline Nó là đồng minh của thành phần băng đảng nó là đồng minh của thành phần băng đảng thì quý vị thấy cái người mà chịu cái áp lực này nhiều nhất mà may là ông cứng đó quý vị chính là eric adam thị trưởng của thành phố new york một người da đen đó. khi mà ông lên ông muốn activate tức là ông muốn lập lại một cái đơn vị nó gọi là gen unit thành phố new york ngày xưa có một cái đơn vị gọi là gen unit chống băng đảng sau đó nó vận động dẹp luôn cái 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 đơn vị này rồi khi ông lên làm thị trưởng ông muốn tái lập lại cái gen unit nó cảnh cáo ông luôn ông mà lập lại gang là thành phố của new york sẽ rơi vào đẫm máu nhưng mà ông cương ông nói, no tôi phải lập thì quý vị ít ra ít ra có đẫm máu không thì quý vị đây chính là cái mà tôi nói quý vị dù tổng thống trump có thắng cử chúng ta cũng phải hiểu rõ là nếu chúng ta sống ở những tiểu bang màu xanh quý vị phải chấp nhận luật của tiểu bang chưa chắc quý vị làm được cái gì và thậm chí khi ông Trump lên những cái uh, tiểu bang blue này đó nó đối đầu lại với ông Trump đó, nó còn ban hành những cái luật còn khủng khiếp hơn nữa. Tại vì lưỡng viện của hội đồng lập pháp, ghế hành pháp nằm trong tay của họ, họ có quyền thông qua. Do đó, cái hay nhất là quý vị, thứ nhất là chúng ta phải chọn cái cái nơi mà nó an toàn cho gia đình của mình. Thứ hai là chúng ta phải sử dụng tối đa cái gì hiến pháp cho phép, tức là tu chính đáng số hai đó mấy cái người khách ngày hôm qua của tôi là dân rất là bình thường, dân rất là bình thường, một họ nói bây giờ đó là trong gia đình cả vợ con đều được huấn luyện sử dụng súng hết để tự vệ cho mình, tức là họ phải dùng một cái cách của mình và cái tu chính án cho phép để tự vệ, nếu như không có bị, đó có vị thấy tình hình của nước Mỹ, do đó đừng có hy vọng quá nhiều. Ông Trump có thể giúp được chấn chỉnh kỹ cương quốc gia một phần nào. Nhưng mà ở những tiểu bang Blue State này, chúng ta nói thêm tiêu được, Cái giới hạn rất là nhiều. Những cái thành phố mà đảng Dân Chủ quản trị hay là những cái uh, tiểu bang mà đảng Dân Chủ quản trị, chúng ta không làm được nhiều. Chúng ta không làm được nhiều. Trừ khi những người dân ở đó, họ nổi giận lên, họ thay đổi, họ bầu lại cho đảng đối lập thì có thể còn có được một cái màu sắc khác. Còn nếu tiếp tục bị thống trị bởi cái đảng một đảng như đảng Dân Chủ bây giờ thì gần như là quý vị sẽ không thay đổi được cái tình hình tội ác trong cộng đồng và sự thiếu an toàn trên đường phố ngay cả trong học đường. Thì quý vị đây là cái bài nói chuyện để cho nhiều người hy vọng ông Trâm lên thay đổi cục diện. Nhưng cục diện thay đổi chỉ là trên mặt toàn quốc và nằm ở thẩm quyền của liên bang thôi. Chưa chắc nó ảnh hưởng tới các tiểu bang đó là cái bài nói chuyện của câu chuyện cái chương trình thảo luận đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay để cho khán thính giả của TNP Channel có được một cái bức tranh rõ nét hơn về nước Mỹ và về cái quyền hành thẩm quyền của tiểu bang của liên bang như thế nào và ông Trump sẽ bị giới hạn cái gì. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.